Chào mừng các chị các bạn đến khóa học English Idioms and Use ở trình độ nâng cao anh chị các bạn. Chúng ta học bài 31 Business Meeting. Các cuộc họp kinh doanh các bạn, Features of Business Language, đặc điểm của người kinh doanh ha. Thì chúng ta sẽ học một cái Business Language can be lively là sống động ha. But it is sometimes criticized for certain negative features. Nhưng đôi khi nó cũng có bị chỉ trích vì một số tính năng, một cái tính năng là tiêu cực nhất định ha bạn ha, certain. It can be wordy, it can be wordy các bạn ha, mình dịch là wordy là gì. Wordy là nghĩa là wordy là dài dòng các bạn. It can be wordy, dài dòng, dùng quá nhiều lời, được diễn đạt bằng nhiều lời. Nó rất là đơn giản ha. Wordy person, wordy person, người nói dài dòng quá. Và wordy part, wordy battle là cuộc đấu khẩu dài dòng ha, có phân biệt ha. Wordy telegram, wordy person, người nói dài dòng. You are a wordy person, you are wordy person. Để chơi qua đi mà học được chơi qua đi luôn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là đây, cho nên sao rồi đó lên là vậy. Can be wordy, wordy using more words than are necessary. For example, you're using at this moment in time, thay vì mình dùng chỉ now bình thường thôi, nhưng mà có thể dùng là at this moment in time hoặc on a weekly basis. On the weekly basis tương đương như weekly mà hàng tuần các bạn ha, cơ bản là hàng tuần ha. Đó, a second negative feature of business language is it use is it use the cliche certain phrases that are used so often in specific context. Một vài câu được sử dụng quá thường xuyên trong những tình huống đặc biệt ha. That they lose their originality. Nó mất được cái bản chất gốc của nó. For example, have a window nghĩa là gì các bạn biết không? Have some time available. Have some time available là có thời gian rảnh ha. Or touch base là talk to each other. Thì những từ này tương đương các bạn sẽ dùng trong kinh doanh, các bạn học sẽ thấy touch base. Touch base mình phải hiểu là talk to each other các bạn ha. Thì đó, cái đó mình phải hiểu nha các anh chị các bạn ha. Rồi, ví dụ như các bạn sẽ nghe câu chuyện dưới đây. Can we touch base next week? Mình phải tương đương là can we touch can we talk to each other next week? Hoặc là sure, I have a window on Monday afternoon between 2 and 4. Thì các bạn phải hiểu là sure, ai gì? I have some time available on Monday afternoon between 2 and 4. Các bạn ha, phải hiểu như vậy thì mới đúng nha. Thì đó, câu chuyện đó là vậy các bạn chị ha. Tiếp theo, như hình nghĩa cho nên trong bài này được gọi là quá sâu rộng các bạn. Idiom in business. Tiếp theo chúng ta học một số hình ngữ có sâu rộng nè. I have to issue to bring to the table at our next meeting. Thì như to bring to the table các bạn hiểu phải nghĩa là raise for discussion, nâng đưa ra để thảo luận ha, raise for discussion. Mới hiểu nghĩa cái này tương đương bên đây. It's hard to know what do where between a rock and a hard place. Đó là whichever decision we make, there is a problem. Đó, dù cho dù bất cứ cái gì quyết định nào chúng ta đưa ra quyết định nào đi nữa thì đều là có vấn đề ha. There is a problem các bạn ha, between a rock and a hard place. Tiếp theo chúng ta nữa là the fact of the matter is that we are in a very difficult situation. The truth is sự thật là các bạn nhớ the fact of the matter is, thì thành câu nghĩa tương đương đó là the truth is, cái này thật chắc là
sự thật của vấn đề này là nó quá dài dòng sao rộng ha. I think Harry is the ideal person for the job. Ideal person for the job. Mình nói gì nó idol ha, đọc idol person for the job. He ticks all the boxes. He ticks all the boxes có nghĩa là thật ra he's all the characteristic we want. Có những cái đặc tính mà đặc điểm mà chúng ta muốn ha, hay là he ticks all the boxes. Tick là mình stick, mình chọn ra, mình tick tick được những cái trong cái ô, nó có nhiều ô cho mình chọn, chọn stick vào tick vào các bạn ha. He ticks all the boxes. To managers used to be polite to each other, but now the gloves are off, là tức là khi tháo găng tay qua thì là không lịch sự như thế các bạn. And they make no attempt to hide their feelings. Và đã hai người quản lý đã từng lịch sự với nhau nhưng bây giờ họ tháo găng tay ra và họ không cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cho nên là they challenge each other in an unpleasant way. Họ đã thách thức nhau với nhau trong một cái cách mà không có hài lòng, khó chịu các bạn ha, gọi là the clothes are, but now the clothes được clovers là cái đôi găng tay các bạn, clovers are off. Nếu mình đọc nhanh nữa, clovers are off, mình phải nghe được nghe các bạn chị ha. Thế hệ chúng ta tiếp cái câu dưới đây, we must wait 24/7 to achieve our aims. 24/7 là các bạn on the hours we can, on the hours we can. Mình nói gì mục đích là on the hours we can, tất cả những giờ mà chúng tôi có thể làm được á. It's a dog world in our line of business. Đây là một thế giới mà chó ăn chó, tức là mình tình huống là mình gọi là gì? Situation where people we do anything to be successful. Tình huống mà nơi mà người có thể làm bất cứ điều gì để thành công, even if it is harmful to others. Một thế giới chó ăn chó, tức là mình dịch là gì là không đúng ha, có thể là làm hại nhau luôn ha. Mình dịch dog is dog, mình dịch sang tiếng Việt mình có thể có từ rất là hay, tranh giành cấu xé lẫn nhau các bạn ha. It's a dog is dog world, một thế giới tranh giành cấu xé lẫn nhau. Thì mình dịch rất đơn giản là dog eat dog các bạn ha, mà không thuộc kinh ngữ thì bạn sẽ không nói được các anh chị các bạn ha. Rồi thế hệ chúng ta học dưới đây, at the cutting edge, cập nhật và cao nhất luôn các bạn ha. We had to try to develop a product what is truly at the cutting edge, cập nhật và nâng tiếng cao nhất nha. Chúng ta phải cố gắng phát triển một sản phẩm thật sự tiên tiến các bạn ha, dịch như hay. Blue sky thinking. Management are going away for a weekend of blue sky thinking about the company's future. Tư duy sáng tạo ha, blue sky thinking. Think outside the box, suy nghĩ một nguyên bản và giàu trí tưởng tượng các bạn. We hire Frank because of his ability to think outside the box, suy nghĩ vượt trội các bạn, mình nghĩ là suy nghĩ vượt trội hay nhất. Think outside the box dịch là suy nghĩ vượt trội ha. Push the envelope các bạn ha. Đọc là envelope ha, đọc envelope các bạn, envelope các bạn ha, phong bì. Đọc sai là mình sẽ thua luôn. Envelope, đọc envelope cũng có, envelope cũng được các bạn ha. Envelope đúng hơn, envelope là sai ha, mình phải tra từ điển này mới đúng nè. Envelope bằng envelope, tôi đọc đúng đúng ha. Đây. Từ điển này khuôn chữ khuôn này, từ điển này cũng rất là hay, nhưng mà lúc nữa có thể là chưa cập nhật, và dòng Mỹ dòng Anh khác nhau chị, cái đó quan trọng ha, Mỹ và Anh. Envelope đổi mới vượt qua ngoài ranh giới bình thường ha. Tiếp theo chúng ta có the push the envelope là gì, đổi mới vượt ranh giới bình thường đồng nghĩa luôn ha. We don't want to lose our company's reputation for
Pushing the envelope. À, envelope. Envelope. À, các bạn chữ par này vẫn đọc không? À, envelope. À, chữ par này phải bật hơi thì mới được envelope. À, nghe thằng các bạn. Joined up thinking. Tạo kết nối thích hợp ha. Unfortunately là Natalie, một lần đọc anh đọc, đọc nhanh chút là unfortunately. À, there hasn't been enough joined up thinking in our approach over the last year. Đọc kết nối thích hợp ha. Suck it and see. Suck it and see cái này các bạn thấy không? The idea might work and it might not. We need to just suck it and see. Suck it and see đó là làm điều gì đó mà bạn chưa từng làm trước đây đi để xem nó thành công hay không. Thì phải suck it and see các bạn nha. This method is very great and awesome. But we need to suck it and see. We need to suck it and see. Tức là chúng ta phải làm gì đó để chưa từng làm trước đây để xem nó có thành công không các bạn ha. Rất là hay. Rồi, cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video.